Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog nha. Căng căng nha cô chú anh chị. À, quý vị đã nghe cái tin gì chưa? Đó là mấy bác Cát Xanh đã yêu cầu anh Tuấn này là phải sao kê cái tài khoản. Sao kê tài khoản ngân hàng trong vòng 6 tháng nha cô chú anh chị ha. Đó, thì đây là một cái thông tin mà em Tiến vừa nhận được nha cô chú anh chị, là muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị liền luôn để chúng ta thấy được á, những động thái của các bác Két Xanh, bác Xanh Két đó đã bắt đầu vào cuộc để mà làm rõ cái câu chuyện này sau 100 ngày của chị Hà nha cô chú anh chị. Và em nghe nói rằng á là qua tuần đó nha cô chú anh chị, qua tuần á, khoảng giữa tuần sau á là sẽ có những cái thông báo, cũng giống như là sẽ có những cái bước ban đầu và có lợi, cũng giống như là để mà thông báo về cái câu chuyện của chị Hà té xà lan đó cô chú anh chị. Nghe quá bức xúc rồi đúng không cô chú anh chị? Câu chuyện này đã xảy ra hơn 3 tháng rồi, chứ hôm nay là một ngày thứ 100 lẻ mấy của chị Hà rồi, nhưng mà chúng ta thấy được bản chất của câu chuyện này nó không hề đơn giản đó. Một cái người chồng mà lại đối xử tệ bạc với vợ mình như vậy đúng không? Em nghĩ rằng là anh này anh không có thương gì chị Hà hết. Đó là lý do mà tại sao mà cộng đồng người ta lại lên án anh này. Còn đối với gia đình, tại sao người ta lên án? Người ta nói rằng giả sử như anh Tuấn này anh bậy thì cũng phải có người lớn đúng không? Người lớn cũng phải đứng ra để mà nói, cũng giống như là để mà xin lỗi bên xui gia. Còn đằng này người lớn vẫn ủng hộ, binh bảo vệ anh Tuấn này, rồi nào là chỉ trích chị Hà, rồi nào là không có qua để nói rõ ràng cái câu chuyện, cũng giống như không một lời nào xin lỗi đối với mẹ của chị Hà. Thì cái thái độ như vậy là chúng ta không chấp nhận được rồi đúng không? Con người ta gả qua anh đây á, dâu người ta làm dâu á tốt không? Đó. Không có ăn chơi nè, không có tiêu xài phung phí nè, không có cờ bạc nè, không có chân diện nè, mà người ta chỉ tập trung người ta làm ăn, người ta lo cho con cho cháu mình. Mà còn con á, cháu mình á thì chỉ biết ăn chơi phá tiền thôi, mình cũng biết mà đúng không? Vì năm vì mười đó cũng lên nói mà, em của anh Tuấn này cũng lên nói mà. Nó mình biết như vậy á thì là chắc chắn rằng là con mình đã tác động như thế nào để cho con Hà nó mới gieo mình xuống như vậy được. Vậy là có sai không? Nếu có sai thì chưa cần chờ cơ quan chức năng nữa, kết luận gì nữa, mà người ta chạy qua bên nhà nó, người ta xin lỗi rồi, người ta an ủi rồi. Để sao? Để cho người ta xô cái cơn giận đi. Nó còn chuyện gì pháp luật thì pháp luật giải quyết. Còn đằng này không? Ùa theo Tuấn này binh bảo vệ, rồi là lên là để mà chối tội cho anh Tuấn này. Thật sự ra là cái điều đó không chấp nhận được. Đó là tại sao mà cộng đồng xã hội người ta lên án, không còn tình không phải còn nghĩa đúng không? Con người ta đối xử tốt với gia đình như vậy mà khi ta mất đi một trăm lẻ mấy ngày, 100 ngày mới lại, mà lại trong cái ồn ào. Thật sự ra nếu mà người lớn người ta biết điều á là người ta sẽ lại nói một cách im lặng, cách bình thường đến để mà nói chuyện rõ ràng, sai quấy. Đến để mà tâm sự, cũng giống như là đến để chia sẻ, cũng giống như là xin lỗi bên xui gia, con tôi như vậy đó, nhưng mà nó không có gì đâu. Nhưng mà biết rằng trước đây á, nó hay nhận những điều không tốt với Hà này kia. Còn đằng này bên bảo vệ cũng ùa theo nữa, mà nói rằng tôi thương Hà lắm. Mà vị thấy không, 100 ngày rồi, ít ra bên nhà vợ mình không làm gì, bên đây cũng phải đãi một cái mâm tiệc mà cúng cầu siêu cho con dâu mình này kia, cho nó thanh thọ, nó thanh thản ở dưới nơi dưới đó. Còn lần này vậy thấy không, cháu cũng không cần, mà dâu cũng không cần, mà giờ cần tài sản không đó. Đó, bây giờ đu lên chiếc xà lan đó để mà đi theo cái xà lan đó, thì quý vị thấy rằng đó, là bây giờ thương gì, thương con dâu hay thương tài sản đúng không? Đó, bởi vì quý vị thấy không, tại sao mà xã hội lên án. Và giờ đây nè, không còn cười được bao lâu đâu. Thật sự trong 100 ngày đó em cũng khá là bức xúc cô chú anh chị. Thay vì đến mình thắp hương cho vợ mình không thôi đó. Không thôi đừng đến, đến đây quậy phá rồi kêu bè kêu phái rồi làm sùm rùm beng hết, mỗi lần đến là có chuyện. Vậy cái tâm mình đâu? Tại sao mà mình lại làm như vậy, đối xử tệ với vợ mình vậy? Lúc mà người ta mất á, lúc người ta còn sống mà cũng không đối xử tốt, lúc mà người ta mất á thì cũng không đối xử tốt. Và bây giờ 100 ngày của chị Hà cũng quậy phá, và mục đích là đến đây là gì? Nó kêu gào thách thứ năm á, thì lại gần á là nói rằng đòi xử bà già vợ. Đó, đòi đuổi bà và vợ, đòi giành lại cái nhà đó. Rồi bây giờ 100 ngày á thì quên, còn thách thứ năm thì còn là thách thức 5-10 tỷ đó. Quý vị thấy không, bây giờ tới 100 ngày cũng vậy, cũng lại thách thức rồi hẹn gặp người này ra đây để đưa 20 triệu này kia. Nó thật sự làm những chuyện đó
Thật sự là quá đáng, không có chấp nhận được. Tại sao ngày kia, ngày nọ, ngày mô, ngày, ngày một chọn một ngày nữa đi. Mình làm tự nhiên phải lựa ngay cái ngày mà cúng thắt cái vợ mình. Mình lại lên làm ồn ào như vậy, xứng đáng không? Vui vẻ không? Đúng không? Rồi anh thắng anh được gì? Mà mục đích của anh ngày hôm đó anh đến là để làm gì? Phải anh cúng cho vợ không? Hay là anh đến đó để mà anh thách thức những cái người mà đang nói xấu anh? Quý vị thấy không? Bức xúc không? Bởi vậy quý vị không? Đó, ông trời ông có mắt lắm cô chú anh chị ơi. Không bao giờ mà thoát khỏi tội đâu. Mọi thứ từ từ sẽ rõ thôi. Do cái mức độ của nó em nghi là nghiêm trọng thì cái thời gian nó điều tra sẽ lâu dài và cần cái thời gian, và lúc đó cơ quan chức năng họ sẽ là người phán xét. Nhưng mà em nghe nói là giờ là phải bị sao kê cái tài khoản ngân hàng ra gì đó, để nộp để người ta làm rõ ra vấn đề gì, là trước khi mà xảy ra vụ việc là anh có nợ nần gì hay không, anh có tiền trong ngân hàng gì hay không đó, sau khi xảy ra sự việc thì anh có tiền gì trong đó hay không đó, rất là căng nha. Là người ta sẽ sao kê tất cả những cái khoản thu chi trong trong khi mà trước khi mà mất, sau khi mất đó, để mà ta làm rõ liệu có phải là anh do anh cờ bạc rượu chè hay là do một cái gì đó mà anh về nhà anh lập mưu để anh hại vợ anh hay không, thì cái đó thì em không kết luận, nhưng mà người ta sẽ nghĩ tới vấn đề đó. Cái thứ hai là từ khi mà chị Hà mất tới giờ thì số tiền mà anh đã thu nhập được là bao nhiêu, tại sao anh lại khẳng định lên mạng rằng á là anh có 50 tỷ, vậy số tiền 50 tỷ đó từ ở đâu ra đó. Số tiền 50 tỷ đó từ đâu ra, trong khi trước khi mà vợ anh chưa mất á thì 1 triệu anh còn không có, thì số tiền 50 tỷ đó ở đâu ra đó, anh phải sao kê rõ ràng đó. Rồi cái sao kê này để nhằm mục đích gì nữa, là để giữ cái quyền lợi cho con của chị Hà, tại vì họ đã thống nhất và có giấy tờ ký kết với nhau là mỗi chuyến hàng đi là chia 4 à, thì bây giờ cũng phải chia như vậy, chứ không phải là anh nghĩ rằng à chị Hà mất rồi là hai đứa kia, hai đứa nhỏ nó không có quyền gì ở đây hay chị, nó không có nói chung là nó không có tiếng nói, nên giờ mình chèn ép nó giờ lấy luôn cái tiền đó cũng được, không có đâu. Người ta sẽ làm rõ ra và người ta sẽ thống kê lại à, thống kê lại là từ bữa chị Hà mất tới giờ thì những cái chuyến hàng đó bao nhiêu thì phải chia ra hết gửi về cho con chị Hà, còn không gửi thì mai mốt ra tòa à, ra tòa thì nó cũng thống kê lại thôi, đúng không đó. Bởi vì căng nha cô chú anh chị ha. Bởi vì đừng có tưởng rằng là cái việc mình làm và người ta đang điều tra về cái két sắt nữa cô chú anh chị đó, đang điều tra về két sắt nữa đó. Người ta đang yêu cầu là anh này làm rõ vấn đề là trong két sắt ngày hôm đó gồm có những cái gì à, trong két sắt ngày hôm đó là gồm có những cái gì, giả sử như cho anh này khai ha, cho anh này khai rồi từ từ người ta sẽ mời cái người này lên, mời người kia lên, mời cái gì đó. Thì khi mà họ nói dốc với nhau rồi thì chắc chắn rằng sẽ không có trùng khớp đó, và từ từ nó sẽ làm rõ. Bởi vì đó là một cái tin mà đầu tiên tốt em muốn chia sẻ đến cho mọi người. Thật sự là có cái nhiều cái tin lắm, nhưng mà thứ nhất là chưa xác thực được nè, nên em không dám chia sẻ. Cái thứ hai ở đây á là có nhiều cái mình không có chia sẻ được, tại thời điểm này là thời điểm rất là nhạy cảm, nói sai một ly là đi một dặm liền cô chú anh chị, nên rất là khó, mình không thể để cho người ta nắm thớt được nó. Cô chú anh chị thấy hay thì nhắn like subscribe cho em nha đó. Thật sự ra em rất là bức xúc trước cái thái độ của anh chồng này, dù cho anh không có lỗi với vợ của anh đó, nhưng mà anh vẫn có lỗi, dù anh không có lỗi với pháp luật nhưng mà anh vẫn có lỗi với vợ anh. Anh quý vị thấy không, bữa đó lại mà cúng vợ mình á, em có quay một cái khúc đó, em có lấy một cái khúc quay cho cô chú chị xem đó, lại ra ngoài trước hàng ba ngồi ngồi hút điếu thuốc phì phà phì phà phì phà, còn con mình đứng ở đó nó mặc đồ tang mà mình không thấy nhục sao trời, nó thắp nhang nó đưa cho người ta đến viếng mình không thấy nhục sao trời. Đáng lẽ là mình là người chồng, mình phải ở bên túc trực bên vợ mình những cái giờ phút đó mới gọi là tình nghĩa vợ chồng. Còn đằng này quý vị không, 100 ngày không bao giờ mà gọi là lại mà cảm thấy mà buồn bã, hay là lại mà cảm thấy mà mình thấy mình có lỗi với vợ mình hết. Em nói thiệt, đừng có nghĩ rằng á, là mình che trời được, mình đừng có nghĩ rằng cái người mắc như vậy người ta rất là linh thiêng đó. Và sau này anh mắc còn nhiều hơn nữa đúng không, giờ anh còn tiền đúng không, anh còn đi ăn chơi đú đởn bồ bịch gái gú được, mốt hết tiền đi anh mới thấy thương vợ anh. Tại sao mình có một cái người vợ như vậy đó, đáng lẽ nè cô ta nè cũng có tiền nè, đi sửa soạn, đi ăn xài, đi ăn chơi, đi làm đẹp cho mình lên để cho nhiều người nhìn cho thấy thích, nhưng mà tại sao người ta không làm? Không phải là người ta ngu, nhưng mà người ta thương chồng thương con, người ta cần, người ta tằn tiện để người ta
tích góp những cái tiền. Bởi vì từ cái chiếc xà lan có 1 tỷ mấy nhỏ xíu đó của mẹ anh để lại đó, người ta trả hết nợ rồi ta nâng cấp lên chiếc xà lan lớn như vậy. Để ngày hôm nay đó anh nhậu, anh phè phỡn, anh nằm trên cái chiếc xà lan đó đó, anh có cảm thấy rằng mình vui không? Mình có một phần trong cái chiếc xà lan này không? Đó, anh sơn lại chiếc xà lan nhìn đẹp đẽ sạch sẽ hơn biết bao nhiêu người. Anh nằm lại anh có công lao vợ anh ngày đêm làm lụng vất vả, lúc mà anh bỏ đi á thì vợ anh vẫn phải làm. Lúc mà anh cầm cái giấy tờ xà lan á để anh đi cầm chỗ khác á, vợ anh cũng phải là người đi chuộc. Thì tôi hỏi anh rằng lúc đó anh có thấy xấu hổ hay không? Mà ngày hôm nay khi vợ mình mất đi, tôi nói dù không biết lý do nào đi chăng nữa đi, như em anh nói là tại sao nằm ở dưới 12 ngày làm sao tôi biết, rồi tôi có thấy hà rồi chứ, thì con là không biết đi. Nhưng mà mình thấy được á, chị dâu mình nè, nó cháu mình nè, nó đối xử với anh của mình rất là tốt, đối xử con mình rất là tốt nè, thì mình cũng phải qua mình nhắc người lớn, mẹ ơi hoặc là dì ơi, mình cũng phải qua nói cô ơi, nói chung là sự việc xảy ra hai gia đình người ta không mong muốn này kia, nếu mà anh con có thì anh con sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng mà đây con cũng thay mặt gia đình xin lỗi, vì cũng tại một phần là tại anh con đúng không, một phần nào cũng phải tại anh Tuấn này, thì chị Hà mới vậy chứ phải chị Hà cái người phụ nữ mà xảy ra tai nạn đang trên đường làm việc hay gì đâu, không đó, đây là cái ngày mà hai chồng không có chạy xà lan đúng không, trên xà lan chỉ có hai chồng thôi thì đâu có đổ thừa, đâu đổ thừa người ngoài được, đâu đổ thừa tai nạn được. Nhưng mà anh mình đã làm cái gì, cháu mình đã làm cái gì, con người ta mới gieo mình xuống. Mình thấy được cái điều đó rõ ràng rồi. Anh mình trong gia đình, cháu mình trong gia đình thì mình phải biết rõ ràng chứ đâu phải là người đâu cần người ngoài phải nói, đúng không? Mà đằng này không, người lớn cũng bậy luôn. Hỏi tại sao mà cộng đồng xã hội người ta không lên án, người ta không chỉ trích, đúng không? Sống mà thấy rằng á là không có cái lòng thương, người ta sống với mình hết tình hết nghĩa mà giờ mình sống với người ta hết hồn, thì bây giờ xã hội lên án nữa. Cho mình dù cho mình có bác sĩ mạnh tay cỡ nào đi chăng nữa thì bệnh có những cái bệnh hiểm nghèo rồi, bệnh bao lần rồi chữa không được đâu, nhưng mà nó lòi ra cả dây mơ rễ má lần đó, rồi từ từ ngồi đó mà hồi hộp đi. Tôi biết rằng em biết rằng á, vì năm mười á, anh Nhân anh Nhẫn anh Khánh gì đó nó, bây giờ nằm không yên đâu cô chú anh chị, bây giờ lỡ heo lao rồi đâu có ngừng lại được, cũng không dám thừa nhận, cũng không dám chỉ trích. Bây giờ phải còn lo sợ thôi, không biết là hôm nay các bác đã điều tra tới chỗ nào rồi, ngày mai không biết là các bác đã điều tra như thế nào rồi, giờ đây lại nghe cái tin mà trời ơi sao kê tài khoản nữa rồi, trời ơi không biết chừng nào mới xong câu chuyện này đây, sao mà ăn tiền mà khó khăn quá. Bởi vì không ăn tiền, ăn những đồng tiền dơ bẩn đó thì làm gì mà được thanh thản, đúng không cô chú anh chị? Em nói thiệt, em cực kỳ là lên án, dù sau này cái kết quả của anh Tướng này ảnh không có gì chăng nữa, nhưng mà em vẫn lên án cái hành động mà đối xử không tốt với vợ của ảnh, cái con ảnh. Vì tại sao con, tại đừng có trách là tại sao con nó bị, con mình nó bị cái gì, hoặc bị ai xúi hay là bị cho tiền mua bạc gì. Nói thiệt cho cô chú anh chị nè, bây giờ con của mình nè, mình nuôi mình biết đúng không, mình đối xử với thế nào nó biết đúng không, chứ sao không biết được. Mình thương nó mới thương mình đúng không, mình đối xử tệ nó thì nó sẽ không, nó sẽ xem thường mình. Tại sao con mình á mà nghe lời cái người ngoài, mà con mình người ngoài người ta không dám khẳng định là ba mình ra tay với mẹ mình, mà con mình nó dám khẳng định, thì chứng tỏ rằng là em đã nói rất là nhiều lần trong những cái video rồi, là trong cuộc sống nó đã thấy những cái cách mà người cha này, người ba này đã tác động với mẹ như thế nào, và thật sự có thể dẫn đến cái câu chuyện này, đến khỏi nghi, nó đâu cần nghi ngờ đâu, nó chỉ thẳng luôn, quý vị thấy không, tới đòi đổi họ luôn thì vì biết cỡ nào rồi. Khả như đứa con gái đi, không nói gì, đứa con trai cũng vậy, không hai đứa con thì nói vậy, thì anh phải xem lại các bạn chắc nó cô gì chú vậy, nó phải xem lại, đừng có nói rằng cháu mình nó bị cái gì mà đổi thừa ba nó tốt với mẹ nó, thì em nói thật sự cho nó có tiền bạc cỡ nào đi chăng nữa nó cũng không dám lên nói xấu ba mình nữa, mà nó phải cùng với ba mình đó để mà minh oan cho ba mình. Còn đằng này có biết không, tự bé nó nói chứ ai xúi gì, ai mà xúi tiền xúi bạc gì, 18 tuổi rồi xúi gì nữa, bé kia cũng lớp 8 lớp 9 gì rồi đó, thì bị nghĩ đi, ai xúi được, phải nó trong mới có suy nghĩ không đó. Mà thôi vậy thôi đành đi, khi mà mẹ mất thì lại an ủi con đi, chăm sóc con đi, đằng này vậy thấy không đó. Cũng bỏ gớt, nói chung là không quan tâm của chú anh chị đó, đi nhậu xỉn say rồi hỏi tại sao không đi thăm con, nói tôi điện thoại nó không bắt máy,
nó đổi số điện thoại rồi. Ừ, đổi số điện thoại rồi thì chạy tới trường kiếm nó cũng được vậy, nhưng mà mình muốn kiếm đúng không? Còn lần này vậy thôi, cũng cũng không nói ngàn hết, dục hết cho bà và vợ nó. Mà mình còn nói là cái nhà này là nhà của vợ chồng tôi này kia, mình nói cái câu đó mình không thấy xấu hổ chứ đúng không cô chú anh chị? Đó thì ngày hôm nay đi chờ đợi đây, sắp tới tuần tới nó sẽ có nhiều cái điều hay nữa và nhiều tin tốt nữa cô chú anh chị. Thì đây cũng là một số những cái thông tin mà ngày hôm nay em muốn cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị thấy hay thì nhấn like, subscribe và chia sẻ giúp em nha. Mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những bản tin tiếp theo.